Theo Phòng Giáo dục quận 3, hiện phần mềm đăng ký đang được gấp rút triển khai và dự kiến sẽ được tập huấn sử dụng vào đầu tháng 6 tới. Do là năm đầu thực hiện, nên phụ huynh vẫn cần đem theo một số giấy tờ như giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, còn phiếu đăng ký sẽ nhập qua mạng. Tuy nhiên, trong những năm tới, tất cả sẽ đều được khai qua mạng. Để hỗ trợ phụ huynh, mỗi trường đều có cán bộ hướng dẫn người chưa quen sử dụng phần mềm này. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 sẽ thực hiện theo phương thức xét tuyển. Riêng trường chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tổ chức kỳ khảo sát năng lực bằng tiếng Anh để tuyển chọn học sinh lớp 6. Công tác tuyển sinh lớp 6 bắt đầu từ ngày 15 tháng 6.